Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu ngày hôm nay. Trước khi đến với phần dự báo chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thủy văn hạn ngắn trên các lưu vực sông thuộc tỉnh Lai Châu. Thưa quý vị và các bạn, trên khu vực sông Đà tại trạm Bắc Ma, mực nước dao động nhỏ theo điều tiết từ thủy điện Bắc Ma và thủy điện Lai Châu. Trên khu vực của sông Nậm Na tại trạm Nậm Giàng, mực nước dao động nhỏ biến đổi theo điều tiết từ các thủy điện Nậm Na Ba, thủy điện Lai Châu và thủy điện Sơn La. Trên khu vực của sông Nậm Bum tại trạm Nà Hừ, mực nước biến đổi chậm theo điều tiết từ thủy điện Nậm Bum. Trên khu vực của sông Nậm Mu tại trạm Ta Gia, mực nước biến đổi chậm theo điều tiết từ các thủy điện Bản Chát, Hội Quảng và các thủy điện nhỏ trên suối Nậm Kim. Xin được chuyển sang phần dự báo chi tiết các khu vực trong toàn tỉnh. Nhìn chung thời tiết toàn tỉnh Lai Châu có mây thay đổi, trời có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ, vùng núi cao từ 18 đến 27 độ và độ ẩm từ 60 đến 95%. Cụ thể như sau, tại khu vực thành phố Lai Châu nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, độ ẩm 60 đến 95%. Khu vực huyện Mường Tè được dự báo có nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, độ ẩm 60 đến 95%. Đến với khu vực của huyện Sìn Hồ có nhiệt độ từ 19 đến 27 độ và độ ẩm từ 60 đến 95%. Khu vực huyện Than Uyên được dự báo có nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, độ ẩm 60 đến 95%. Đến với khu vực của huyện Nậm Nhùn có nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, độ ẩm 60 đến 95%. Huyện Tam Đường được dự báo có nhiệt độ từ 22 đến 34 độ và độ ẩm từ 60 đến 95%. Tân Uyên cũng có nền nhiệt độ tương tự từ 22 đến 34 độ, độ ẩm 60 đến 95%. Và cuối cùng là huyện biên giới Phong Thổ có nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, độ ẩm 60 đến 95%. Trên đây là phần dự báo và cảnh báo về thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.